chưa có làm sao không chị? Em là người nhà chị chưa? Dạ vâng anh. Có sao không chị? Sao không chưa? Sao vừa thấy có hai, vừa anh vừa thấy có hai người phụ nữ tạt bùn cho là xô xát ở ngoài đây, không biết là người anh gặp sau nha. Em xem người vừa làm sao không? Vừa làm sao không? Đau lắm rồi. Rồi đứng dậy nào. Anh không em đi thoại em. Đứng dậy. Sao người ngậm mẹ với Nhung à? Bà có bán thẻ điện thoại không à? Không à? Không à? Bọn dưới à? Vâng. Alo. Ai gọi đây anh? Ai gọi? Alo. Ừ anh đây. Ừ anh ơi, anh ra chỗ ngay cho tầng văn ơi. Em thấy chị Tư nó bị hai người tạt bùn với cả xô xát ở đây này. Hai anh nhá. À thế à? Chị Tư bảo anh Kiên nhanh lên đây. Ô Kiên ơi. Kiên. Thư nó bị thằng nào nó tạt bùn ở ngay chỗ đoạn đồng văn đây này. Đâu, ai gọi anh? Thằng nào vừa gọi anh ạ? Gọi cho anh ấy. Rồi anh gọi lại chỗ nào? Em gọi lại đi. Mày em lên xe ở chỗ nào? Nó đoạn đồng văn anh ạ. Đồng văn. Lên đi. Người em vừa gọi cho anh à? Vâng. Em vừa gọi cho anh xong. Alo. Gọi lại nào. Anh ơi, thì làm sao đây anh? Em này, Thư đang ở ngoài chỗ đồng văn ấy, thì anh cả một đoạn nước vào đi được thì thấy Thư bị hai người tạt bùn với cả xô xát ở ngoài đường ấy, thì em đang ngay chỗ đồng văn ấy nhá. Ồ thế à? Vâng. Em còn để em chạy ra luôn anh ạ. À. Thì vậy em làm sao không anh? Vậy em làm sao không anh? Vâng, anh xem anh vợ em làm sao, anh đưa lên trạm xá cho em với. Em chạy ra luôn anh ạ. Vâng. Đi nhanh. Sao đứa nào nó khốn nạn thế nhở? Sao nhở, sao lại kiểu đi kiểu gì mà ra tận ông lên đồng văn mà sao lại ai tạt bùn nhở? Anh mà trưa này tự nhiên chị đi lấy làm gì anh nhỉ? Mới làm sao không? Ôi dồi ôi. Đi nhanh lên thôi. Em chạy xuống nhanh lên. Mới làm sao không? Đâu phải. Cái bọn nào nó khốn nạn thế nhở? Trưa này em không biết chị đi đến đây làm gì nữa. Chắc là đi mua đồ. Chắc là đi lấy hàng. Đi lấy đồ hay lấy hàng thôi. Đi lấy hàng là chị Thư chị hai nên lầu văn chị lấy hàng. Không biết là có làm sao không. Mày nó này. Bọn nào lại đẻo thế nhỉ? Để đây em hỏi chị Thư, hỏi Thư nào. Quan trọng Thư làm sao. Ôi chị kia đông đông kìa. Đúng chỗ đông đông nhá. Đúng rồi. Đây này. Đây là đang người ta đang đỡ trên Thư trên này này. Ôi trời ơi. Đây rồi. Đây rồi. Ôi nguy hiểm sao không? Chết rồi. Xuống đi anh ạ. Xuống. Xuống. Anh chạy luôn đi. Anh xem. Chưa có làm sao không chị? Em là người nhà chị chưa? Dạ vâng anh. Có sao không chị? Làm sao chưa? Sao vừa thấy có hai vừa anh vừa thấy có hai người phụ nữ tạt bùn cho là xô xát ở ngoài đây, không biết là người anh gặp sau nha. Em xem kiểm tra làm sao không? Vừa làm sao không? Đau lắm rồi. Rồi đứng dậy nào. Anh không em đi thoại em rồi em. Đứng dậy. Sao người ngậm sao không? Mẹ với Nhung à? Em xem người ngậm có bị thế sao thì không xong chạy ra tay nữa à? Trên đùn, trên tay là sao? Trên tay có sao anh ạ? Em lâm nó... Thế bọn em đi lên đây, bọn em nhìn thấy à? Vâng, em đi lên đây mà. Là có hai người chạy tạp bùn chạy đi rồi. Ôi, thế hai anh đi qua đây, hai anh nhìn thấy thì ai tạo không anh? Thì hai người phụ nữ tạp xong là chạy đi, chạy luôn này rồi. Chạy luôn trên đây à? Chạy luôn trên này luôn rồi. Người ta anh đi qua một cái là anh thấy ngã rồi. Đúng rồi, người ta tạt xong người ta đi luôn mà. Em xem người ngã là xong mang lên trạm xá đi xem có bị sao không chứ không à. Cũng nguy hiểm đấy, anh vừa thấy cũng xô xát. Sao mà chưa tay làm sao ngã ra làm sao không? Nhưng mà cái Nhung nó có đánh em không? Ui trời hết lưng rồi này anh ơi. Trời ơi. Là chết lưng rồi này. Thôi được. Đi. Nhung người ta cúp đánh em rồi này. Để anh lên. Xôi là xô tạt đúng không? Đúng không? Xô nó tạt đấy. Nhưng mà vấn đề người nhà làm sao mà lại để xô xát này em, anh chưa anh thấy vừa cũng nghiêm trọng đấy em ạ. Nói chung là người yêu em người ta ghen ghét anh ạ, nên là người ta mới tạt bùn như này. Thế thì em xem là xô mang liên hệ không à? Lấy mẹ chửi mẹ bảo là sao chúng mày đối xử với Nhung như thế, xong rồi mẹ đánh vợ với cả Nhung vào, nó bảo là nó sẽ không cho vợ sống yên đâu.
Thế là mẹ với Nhung cái gì? Vâng. Mẹ em với Nhung anh ạ. Sao quá đáng thế nhỉ? Khốn nạn thế nhỉ? Mẹ em lại nó kể hết cho bác Cúc nghe về chuyện em với anh Kiên như thế. Thế là bắt đầu bác Cúc. Mẹ cái con này nữa. Em muốn hai anh nhá. Vâng, em xem xong là mang đi bệnh viện khám luôn nhá, chứ anh cũng nguy hiểm đấy. Thế em cảm ơn hai anh ạ. Cầm điện thoại đi để anh xuống anh đến không? Nhớ mang đi bệnh viện nhá, vừa thấy đánh đau lắm ấy. Vâng. Em ngồi đây. Dạ vâng. Anh đi trước em nhá. Vâng. Ngồi. Thế bạn đi đâu mà đi qua đây? Thì vừa mới đi lấy hàng nhỉ? Đi lấy hàng xong rồi mới đi qua đây. Vừa đứng đây cái bắt đầu mẹ với Nhung chặn xuống rồi nói chuyện rồi mẹ với Nhung. Xong bắt đầu là Nhung nó bảo là bác ơi bác hất bùn cho con Thư cho nó nhục. Thế là mẹ với cả Nhung hất đúng không? Mẹ với Nhung cũng hất. Quá đáng thật đấy. Quá đáng thật đấy, không nghĩ này. À mẹ bây giờ mẹ như thế luôn. May là có hai anh này chạy ra, thế là mẹ với Nhung mới về. Đây. Em cảm ơn hai anh nhá. Đây em rửa. Cảm ơn anh ạ. Rửa xem chảy chảy trước thì rửa. Lúc đấy nhá, hai anh kia mà không chạy ra là mẹ với Nhung còn nữa ấy. Này khốn nạn thật đấy. Cái con này. Bây giờ nó hát bùn như này. Mọi người gọi chỉ chảy tí nước rồi à, đúng không? Chảy ở lúc đấy mẹ với Nhung đặt xuống rồi đánh. Chứ mẹ quá đáng thế nhỉ. Rửa tay đi. Càng ngày càng quá đáng. Bây giờ em không nghĩ là mẹ em quá đáng như thế đâu. Bây giờ dù thế nào thì cũng phải nói cho con cái biết rồi con cái nó sửa chứ. Bây giờ thấy Thư đi một mình rồi này. Anh đi lấy cơ. Hát nước cái này không được rồi. Mọi người ngợm chị có đau như này đúng không chị? Mọi người ngợm với Thư tí mít lưng này, sấy lưng này, ngã cháy lưng này. Xem này đi rửa chân tay anh chồng tôi đi chậm xá nhá. Anh ơi tình hình này phải đi chậm xá anh ạ. Đúng rồi anh ạ. Không được đâu. Đưa Thư đi. Phải đi chậm xá anh ạ. Rửa qua cái chân. Qua đi người nhiễm trùng anh ạ. Qua chân đi. Rửa chân đi. Rửa qua đi, rửa cái chân nhiễm trùng. Đây, bong ở móng chân đây này. Ui giời ơi. Cái bọn khốn nạn này. Để xem này. Tí nữa em đi tìm em nói chuyện với nó. Nó là con chủ mưu mà anh. Chắc chắn nè, nó bảo mẹ anh, nó xui mẹ anh chứ không bao giờ mẹ anh như thế luôn. Đúng rồi. Lúc đấy nó kích thêm ấy. Em rửa đoạn chơi đi. Nó chuyên ra kích mẹ để mẹ làm mà. Nó kích thêm xong rồi nó bảo là Thu nó xui Kiên là Kiên làm như thế. Xong rồi nó bắt mẹ là phải về nói chuyện với chồng để qua lại với nó tiếp. Nó không chịu đâu. Bây giờ con bật hết cả xe rồi nè. Xe cộ này. Xe máy vợ về đi vào đâu, con bật lắm. Bây giờ phải đi thôi chứ. Đi xe máy không thì bây giờ để anh Mạnh đi ô tô. Hoặc là anh bây giờ là anh đèo em cho Mạnh đi ô tô. Xong rồi để em đi em nai Thư lên chạm xá. Xong tình hình nào bây giờ em gọi điện em xem có đúng chưa đâu. Bây giờ Thư thì thôi bây giờ cứ đưa Thư đi trước đã rồi cứ lên chạm xá rồi gọi sau anh ạ. Nhưng mà con Nhung với mẹ đi chắc chắn là đổ bùn vào người bạn đúng không? Mẹ với Nhung mọi người đổ vào vợ mà mẹ nhá, lúc đấy mẹ tóc sợ hết tóc vợ ra này. Này đầu tóc này. Có xe ném đâu rồi? Đâu có xe đâu rồi? Xoang kéo ai sợ chủ khoái ném đi rồi ấy. Là lúc đấy rằng co xong rồi là nó vứt đi hay sao? Vứt luôn chủ khoái đi xe rồi. Quái xe đâu rồi? Không thấy luôn, chắc nó vứt đi rồi sao ấy. Bộ này khốn lạ nhỉ. Bực cả mình đấy. Chứ sao vợ đi đâu vợ phải gọi chồng đi cùng chứ, vợ đừng tự ý đi mình như thế, nó nguy hiểm mình đúng không? Vợ đâu bảo là đi ở gần nhà thôi nên mình không nghĩ là bị làm sao. Con này nó đèo lắm, nó chuyên rình mò mà chị. Bây giờ bà biết là bây giờ nó tức chồng với vợ lật mặt ấy, nó tức. Nên là nó mới hất bùn như thế. Bây giờ vợ đi đâu vợ phải cẩn thận vào. Chứ bây giờ vợ đi của mình nhớ lỡ nó hôm nay mà nó đạp vợ còn chưa ngã đau như thế mà hôm nào nó đạp nhớ đó, ô tô đi qua sao? Đúng không? Lúc đấy làm sao xảy ra làm sao khổ ai, khổ bố mẹ, khổ cả chồng. Con này á. Con này anh tìm không thấy, không biết nó ném đâu ấy con. Giờ làm nào giờ? Thôi bây giờ anh em mình cứ lên ô tô thôi, cho Thư đi ô tô luôn cho nhanh. Còn lại để anh đứng đây để anh tìm, anh sẽ khắc phục xe. Anh xe về đùi về luôn anh ạ, để em giải quyết đi. Em lên nhà con Nhung luôn, em nói chuyện với bố mẹ luôn. Bây giờ thế thì để em giờ nó hỏi mẹ vợ em này. Bây giờ nhá, em với cả Thư, Thư cứ đi em đưa Thư đi. Còn để anh gọi người ra xong rồi anh mang xe máy về đã. Bây giờ mày đi cùng anh Trường đi, xong là anh chào Thư đi. Đi anh Dường đi, em anh dòng xe này đi. Không biết thì khóa, không biết xe, để đâu. Hai anh
Dạ ngã. Chào mày à. Dạ vâng. Mày à. Vâng ạ. Mấy đứa gái nó đẹp các bạn à? Vâng. Rửa qua cái chỗ phần phần ở dưới không? Không không sao. Nhà gần đấy không? Đâu? Cháu ngay ở trên này đó. Cháu ngay ở dưới dốc núi này. Anh phải rửa qua cái mông đi, xong là lên ô tô ngồi, xong là đưa đi chạm xá, xong là lưng sao không? Đạp quanh thế. Ở cái chỗ gần lưng, 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 vâng. Rồi, 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 rồi. Đấu không vấn đề gì không? Không, chỉ qua tí lưng. Tí lưng. Qua cái mông cho nó lên ô tô mà. Đây là chỗ phần này nè. Nhà gần đấy, phải thay quần áo nha. Dạ vâng. Vâng. Để cho anh Trường anh đi. Anh chắc xe cho em về chứ, em chở lên ô tô sau. Thôi mạnh đi cùng luôn đi, kia đi. Vâng vâng. Đi cùng luôn đi. Đi cùng luôn đi. Đi đi. Dạ vâng ạ. Người ta kêu cho ấy Trường đi, anh đi chỗ tôi, anh chờ vâng. Để em đi, em dòng xe cho anh Trường. Để sao để nó ném chìa khóa tí từ dịu kìa kìa. Thật anh. Mẹ, tí sư. Đi. Dạ vâng anh ạ. Chào, cảm ơn chú nhá. Đi đi, ngồi đây. Vâng vâng. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Là Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan, một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân, và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống được rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này, một lọ của nó sẽ như này đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó. Đó như này. Một viên bé này. Viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những các bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại, trả lại tiền luôn đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi, và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây, các bạn thấy không, các bạn thấy không đấy, sự gắt gọt không đấy. Sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp trai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá, nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.